Ok mọi người, đây là cái con LXG212 đầu tiên về Việt Nam nha mọi người. Đó, bây giờ sẽ khui ra cho khách, khách đang đợi để khui ra nha. Rồi, ok. Nóng hổi luôn, mới vừa về tới luôn. Chưa được 5 phút nữa mọi người. Đây. Bãi bãi, cái đó là miếng dán keo của con á. Rồi, ok. Không bị luôn. Rồi, cái coi cho nhưng mà cái loại này nó xài cái lớp bao nhám nha mọi người. Đó, cái chất liệu nó xài là xài bao nhám. Đây. Bây giờ mình sẽ để đâu lấy con hay bà xuống không chẳng em còn nữa làm tí tép thử sức luôn. Ok con này thì nó có cái quai dưới này đó. Còn đối với con em vợ thì nó sẽ có cái qua chỗ này. Lâu bây giờ mình sẽ khui ra để mình cài đặt cho khách hàng nha. Với cái dòng này không có cái ron, không có là cái ron. Dòng này không phải là dòng chống nước. Không phải là dòng chống nước. Để kỹ. Ở trên đó không để gì trên đó, chỉ có còn biết nó là biết mẹ thôi. Ok, là... một cái logo màu đỏ, một cái nhận diện về mixer rất là riêng biệt của ZX. Và cái con này nó có mã số là C49A nha mọi người. C49A đó. Cái nó Bluetooth thì mình bấm vô đèn cái mình đè nè. Hot bearing C49A đó. Nó hoàn toàn là một cái giao diện khác biệt hoàn toàn so với EVA 8 luôn, EVA 8 hoặc là EVA 12 luôn. Đó, có hai ngõ ha, input 1 và input 2. Đó, con này nó mới mà tới nổi mình đó. Nó luôn nè. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cài đặt setup cho anh xài micro sao mấy cái mẫu ha. Cài đặt trên này luôn ha. Đó, mình chặn ở đây con này nó đặc biệt cái là cái volume của nó sẽ biểu thị ở những cái thanh như thế này thì mọi người sẽ rất là dễ dàng biết được là cái volume nó đang đầy hay là nó đang tắt. Đó. Tắt nè, nó biểu thị rất là rõ luôn, cắm vô đó, một cái tuyệt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở mirror lên. Mirror là Sonic E1 đang có một cái chương trình combo, đó là mua lo ZX-LX-G2 thì mọi người sẽ được tặng một cái bộ Sonic E1 như thế này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở echo trên cái loa micro này. Thì và mình sẽ mở bật trên cái loa này. Rồi, sẽ tăng bật lên. Rồi, ok. Rồi, alo anh thử đi anh cứ thử giùm em chỉnh ok là được. Lên. Rất là nhẹ luôn á. Lực 1 2 3 4 5 6. Sáng anh bài đi chạy test chỉnh đi. Lực 1 2 3 4 5 6. Đi. Ngày còn em bên tôi, đời là xuân với bạn cô cười. Ngày còn em bên tôi, trong niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn em bên tôi, ngày thần tiên yêu dấu lên ngôi. Tiếng đẹp lời em đôi môi, có gì đẹp hơn em ơi. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn thôi thua với những nỗi đau còn, cơn đắng cay than trong hờn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Với phút trắng ly cà phê cần thêm đá thắm những ngón tay vàng, tìm chơi với nghe thời gian có nhịp vắng em giờ thầm chết trong.